Xin kính chào quý vị và các bạn. Mời các bạn đến với bản tin cập nhật giá cà phê hôm nay, ngày 2 tháng 8 năm 2020 trên kênh Phố Núi TV. Chúc các bạn có ngày nghỉ cuối tuần vui vẻ bên người thân. Các bạn xem video hãy ủng hộ miễn phí cho kênh của chúng tôi bằng cách nhấn like và đăng ký kênh. Xin cảm ơn các bạn rất nhiều. Sau đây, xin gửi đến các bạn những thông tin về giá cà phê trên thế giới. Thưa các bạn, kết thúc phiên giao dịch cuối tuần, giá cà phê thị trường thế giới tăng nhẹ. Trên sàn London, giá cà phê Robusta tăng nhẹ trở lại. Kỳ hạn giao ngay tháng 9 tăng 4 USD, mức tăng là 0,3%, về lại mức giao dịch là 1.344 USD trên tấn và kỳ hạn giao tháng 11 tăng 5 USD, lên mức giao dịch là 1.361 USD trên tấn. Trên sàn New York, giá cà phê Arabica tiếp tục tăng mạnh. Kỳ hạn giao ngay tháng 9 tăng thêm 3,25 sen với mức tăng là 2,82%, lên mức giao dịch là 118,6 sen trên pound, và kỳ hạn giao tháng 12 tăng thêm 3,05 sen, lên mức giao dịch là 121,3 sen trên pound, các mức tăng mạnh. Giá cà phê kỳ hạn trên sàn New York tiếp nối đà tăng rất mạnh, nhờ nguồn vốn dồi dào từ các chính sách phục hồi kinh tế, do đại dịch COVID-19, bất chấp dự báo nguồn cung cà phê toàn cầu, có khả năng dư thừa và áp lực bán hàng vụ mới, từ Brazil ngày càng mạnh hơn. Giá cà phê kỳ hạn tại sàn London chỉ lấy lại những gì đã mất trong phiên trước đó, khi thị trường dấy lên mối lo, nguồn cung cà phê Robusta từ Việt Nam có khả năng bị thắt chặt do dịch bệnh bùng phát và đã có báo cáo tử vong. Do có kinh nghiệm phòng chống tích cực qua đợt giãn cách xã hội trước, thị trường Việt Nam chắc chắn sẽ nhanh chóng ngăn chặn dịch bệnh hiệu quả. Về tình hình giá cà phê trong nước, khu vực các tỉnh Tây Nguyên. Giá cà phê trong nước hôm nay tăng nhẹ 100 đồng trên kg, mức giá dao động trong khung từ 32.100 tới 32.900 đồng trên kg. Sau đây là thông tin cụ thể về giá cà phê khu vực Tây Nguyên. Tại tỉnh Lâm Đồng, giá cà phê hôm nay ở mức từ 32.100 tới 32.200 đồng 1 kg. Tại Hà và thành phố Bảo Lộc, giá cà phê là 32.200 đồng trên kg, tại huyện Di Linh mức giá là 32.100 đồng trên kg. Tại Đắk Lắk, giá cà phê hôm nay dao động từ 32.700 tới 32.900 đồng trên kg, tại huyện Cum Ga là nơi cao nhất với mức 32.900 đồng trên kg, huyện Ea Leo 32.700 đồng trên kg và tại thị xã Buôn Hồ, giá cà phê là 32.800 đồng trên kg. Giá cà phê tại tỉnh Gia Lai hôm nay ở mức từ 32.500 tới 32.600 đồng trên kg. Tại khu vực thành phố Pleiku và huyện Yagrai mức giá là 32.600 đồng trên kg. Khu vực huyện Chư Prong mức giá là 32.500 đồng trên kg. Giá cà phê tại tỉnh Đắk Nông, tại thành phố Gia Nghĩa mức giá là 32.600 đồng trên kg. Khu vực huyện Đắk Lấp có mức giá là 32.500 đồng trên kg. Tại tỉnh Kon Tum, khu vực huyện Đắk Hà, hôm nay có mức giá là 32.700 đồng trên kg. Giá cà phê loại 1 giao tới cảng thành phố Hồ Chí Minh, ngày hôm nay có mức giá là 34.100 đồng trên kg. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại trong bản tin tiếp theo.